Thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên chiều tối và tối hôm nay 20 tháng 8 năm 2023, toàn tỉnh vẫn duy trì mưa dông rải rác. Mưa lớn có khả năng xuất hiện vài nơi trên khu vực phía bắc của tỉnh. Ban ngày, trời có mây, nắng gián đoạn, nền nhiệt giảm nhẹ. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, rải rác, mưa vừa, mưa to, kèm dông mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 79 đến 84%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa và dông rải rác, có nơi mưa vừa, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 81 đến 85%. Huyện Côn Đảo, ngày nắng, có lúc có mưa rào nhẹ và dông, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ ẩm 83 đến 88%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ có lúc động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 20 tháng 8 năm 2023, nước lớn mức nước cao nhất 350 cm vào lúc 5 giờ và nước ròng mức nước thấp nhất 80 cm lúc 22 giờ 30 phút.